Ngày 17 tháng 6, một lãnh đạo công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 62 đối tượng liên quan đến vụ tấn công hai trụ sở Ủy ban Nhân dân xã ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tập trung rà soát, truy bắt tất cả các đối tượng liên quan đến vụ tấn công. Cơ quan công an cũng đang tập trung điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật. Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an đã thu giữ 4 khẩu súng quân dụng, 4 súng tự chế, 2 quả lựu đạn, 192 viên đạn các loại, 30 con dao, 9 ná cao su, 21 điện thoại di động, thẻ nhớ các loại và nhiều tài liệu chứng cứ khác. Đây là một nhóm có tổ chức bàn bạc, phân công cụ thể với nhiều hoạt động hành vi đặc biệt nguy hiểm. Liên quan đến vụ lộ đề thi môn tiếng Anh tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum đã có tờ trình gửi Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo Thường trực tỉnh ủy, xin ý kiến về phương thức xét tuyển sinh vào lớp 10. Theo tờ trình, Cơ quan Công an tỉnh Kon Tum xác minh, giáo viên được giao ra đề đã bất cẩn trong bảo quản dự thảo đề. Ban ra đề còn thiếu chặt chẽ trong yêu cầu xử lý bản dự thảo đề. 12 học sinh đã chụp bản dự thảo đề và chuyển cho bạn học trong nhóm kín. Đối với thí sinh không liên quan đến vụ lộ bản thảo đề thi sẽ giữ nguyên phương án xét tuyển. Đối với 12 thí sinh có liên quan, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum đề xuất hủy kết quả thi, tổ chức cho các em thi đợt 2 đối với môn tiếng Anh bằng đề dự bị, dự kiến thời gian thi vào đầu tháng 8. Về xét tuyển sinh đối với các thí sinh này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum đề xuất sử dụng kết quả thi đợt đầu của môn toán và ngữ văn, kết quả thi đợt 2 môn tiếng Anh cùng với điểm rèn luyện học tập 4 năm cấp trung học cơ sở của thí sinh để xét tuyển. Ngày 17 tháng 6, Công an thành phố Hà Nội cho biết hiện nay trên mạng xã hội Facebook xuất hiện các tài khoản giả danh luật sư đăng bài về việc hỗ trợ thu hồi tiền bị lừa đảo. Nhiều người bị lừa đảo thay vì đến cơ quan công an trình báo sự việc đã liên hệ các tài khoản này với mong muốn thu hồi được tiền. Các đối tượng sau đó sẽ giả vờ kết nối với bên an ninh mạng, thông báo với nạn nhân số tiền bị lừa đã được kẻ gian chuyển qua hình thức cá cược đặt lệnh trực tuyến với mục đích rửa tiền. Luật sư giả yêu cầu nạn nhân đóng tiền để tham gia vào trò cá cược đặt lệnh để thu hồi số tiền đã mất. Trong quá trình tham gia, sẽ có đội điều tra công nghệ cao hỗ trợ thay đổi tỷ lệ lệnh để thắng cá cược và thu hồi được tiền bị lừa về. Khi các nạn nhân mắc bẫy, nạp tiền thì các đối tượng sẽ thông báo tài khoản ngân hàng bị lỗi. Khi nạn nhân hỏi thì luật sư giả nói phải nạp thêm tiền thì hệ thống mới cho rút về. Ngày 17 tháng 6, Công an huyện Gò Dầu, Tây Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hoàng Anh Vinh, sinh năm 1980, ngụ ấp Cẩm Bình, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, đầu tháng 5 năm 2023, Vinh đến quán cà phê của chị D, sinh năm 1982, ở ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, trong vai người mua đất và cố tiếp cận, tạo lòng tin với chị. Giới thiệu mình tên là Vũ, nhà ở thị trấn Gò Dầu, hứa sẽ cho chị 2% tiền hoa hồng khi mua được đất. Vài ngày sau, Vinh được chị D dẫn đi xem một mảnh đất vườn có người cần bán. Sau khi đi tới lui xem xong, Vinh trả giá với chủ đất là 1 tỷ đồng và hẹn ngày mai sẽ quay lại đặt tiền cọc. Sáng hôm sau, Vinh nói mang theo một ba lô có đựng tiền bên trong và đang chờ chị gái mang thêm tiền đến để làm giấy tờ đặt cọc đất. Sau đó, Vinh vờ hỏi mượn xe máy SH Mod của chị D để đi rước chị mình. Tại cơ quan công an, Vinh khai, sau khi lấy được xe của chị D, Vinh chạy về huyện Bến Cầu, kiểm tra trong cốp xe có đầy đủ giấy tờ cùng 3 chiếc nhẫn vàng, 1 sợi dây chuyền vàng và 500.000 đồng. Sau đó mang xe đến tiệm đồ thế chấp lấy 30 triệu đồng, rồi đi sang Campuchia bán hết số vàng nữ trang của chị D được 22 triệu đồng. Có tiền, Vinh vào casino đánh bạc thua hết thì trở về Việt Nam. Tìm người bán lại xe máy của chị D với giá 35 triệu đồng thì bị công an phát hiện bắt giữ. Ngày 17 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị truy tố 6 bị can.
Lần này, phía cơ quan điều tra giữ nguyên đề nghị truy tố 15 người, gồm 4 người của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Ninh là Vũ Liên Oanh, Ngô Vui, Hà Huy Long và Phạm Thị Hạnh. 11 bị can khác gồm Hoàng Thị Thúy Nga, Chủ tịch công ty NSG Group, Trần Thị Thanh Xuân và Trần Ngọc Thắng, cùng là cựu tổng giám đốc công ty MQF, Ngô Mạnh Hùng, cựu phó giám đốc công ty MQF, Lê Long Hải, giám đốc kinh doanh khu vực 3 công ty NSG Group, Lê Đại Tân, chuyên viên kinh doanh công ty NSG Group, Phạm Việt Anh, phó phòng dự án công ty MQF, Hoàng Thị Minh Tâm, nhân viên công ty MQF, Vũ Ngọc Minh, giám đốc công ty Gia Lộc, Hà Thị Thu Huyền, thẩm định viên công ty Gia Lộc, Phạm Đức Chính, nhân viên công ty Gia Lộc. Bản kết luận điều tra bổ sung tại Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Ninh xác định, bà Hoàng Thị Thúy Nga thông đồng với Vũ Liên Oanh trong đấu thầu để trúng 6 gói thầu, giai đoạn 2016 đến năm 2019. Các gói thầu này đều cung cấp thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh với tổng giá trị hơn 636 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vật tư bị nâng khống nên gây thiệt hại hơn 80 tỷ đồng. Khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày 17 tháng 6, tài xế Quy, 22 tuổi, quê Bình Định, điều khiển xe tải chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng từ thành phố Thủ Dầu Một đi thành phố Thuận An. Khi đến ngã tư với đường Phú Lợi thuộc khu phố 9, phường Phú Hòa, thì va chạm với một người đàn ông điều khiển xe máy băng qua đường. Cú va chạm bất ngờ khiến nam tài xế đánh lái qua trái để tránh thì lại tông trúng bà Dê, 51 tuổi, quê Sóc Trăng, đi bộ sát giải phân cách chờ qua đường. Chiếc xe tải tiếp tục tông vào giải phân cách bằng bê tông, lao qua làn đường ngược lại rồi lật nhào. Vụ tai nạn làm bà Dê tử vong. Sáng ngày 17 tháng 6, lãnh đạo Trung tâm Y tế Quân dân y huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị cho biết, vào lúc 22 giờ ngày 16 tháng 6, Trung tâm tiếp nhận bệnh nhân H, 44 tuổi, trú thôn Quật Xá, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, Quảng Trị. Bệnh nhân đến cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, vệ sinh không tự chủ. Người đi cùng bệnh nhân cho biết chiều cùng ngày, ông H cùng một số người bạn là thợ xây, có ăn cua biển không rõ loại, kèm theo uống rượu. Món cua biển do nhóm thợ xây tự chế biến. Qua thăm khám sơ bộ, các bác sĩ nghi ông H bị ngộ độc hải sản, có sử dụng bia rượu. Đến 23 giờ 30 phút, bệnh nhân đã tử vong.